Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh với chiếc xe em cập nhật và gửi đến anh chị và các bạn thông tin là một chiếc xe thương hiệu hạng sang của Mercedes-Benz. Mercedes-Benz GLC 300 Formatic sản xuất là 2018. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu nâu, tên tư nhân, biển Hà Nội. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển mà mình chỉ mất phí đổi biển cũng với 2 phần trăm lệ phí trước bạ Chiếc xe này thì là Phiên bản kính 3 lớp chống ồn cũng như có trang bị cam 360, cửa lóc toàn cảnh, loa boom, bóng hơi lưng hạ gầm, cốp điện cùng với rất nhiều tính năng tiện ích an toàn. Anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng Ngọc Diễn Auto số 116 Lê Văn Đương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm đầy đủ của anh chị nhé. Nếu các bác cần uh, chi tiết cụ thể hơn về hình ảnh, thông số của chiếc xe thì có thể liên hệ em, em sẽ gửi qua Zalo cho các bác có thể tham khảo. Và một chiếc xe sản xuất 2018 thì nó vẫn còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và khi mua xe tại cửa hàng thì đơn vị sẽ có cam kết đầy đủ cho khách hàng. Xe không đâm đụng hay ngập nước, máy móc còn nguyên zin cam kết uh, trên văn bản và check test toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Những đường led chi tiết về hệ thống sơn si cũng như là phần kính được trang bị là kính 3 lớp chống ồn rồi với những đường led nó thì rất là hoàn hảo anh chị nhé và không gian ghế ngồi của chiếc xe đây thì các bác có thể tham quan ở cánh cửa thì nó trang bị như hệ thống Keyless Go bốn cánh cửa tap cánh cửa với những cái phần keo chỉ ốc ác rồi những cái phần hệ thống tap cánh cửa bọc da rồi ốp gỗ màng loa được bọc kim loại với những chi tiết phối màu của chiếc xe làm cho chiếc xe nó hài hòa hơn bắt mắt hơn khi nhìn vào nội thất bên trong tham trai sàn thì được ba chủ nâng cấp đầy đủ cũng như là bệ lên xuống là bệ cứng đây là những con ốc bật lề để các bác có thể biết là cánh cửa có bị tháo dã hay không chất lượng ghế ngồi của chiếc xe với ghế da màu nâu thì mang lại cho anh chị và các bạn cái không gian ngồi bên trong trông nó sang hơn và sạch sẽ hơn Đấy. hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh tiện nghi của chiếc xe thì nó trang bị rất nhiều cửa gió điều hòa trung tâm bệ tỉ tay những tiện ích dành cho hàng ghế thứ hai và bây giờ thì ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết cụ thể kỹ hơn về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe sau đó ta sẽ đi tham quan về máy móc với phần cánh lái của chiếc xe ta vẫn phải quan sát về keo chỉ để anh chị bạn có thể biết được là cánh này nó có bị đâm va không để anh chị bạn xem sơ qua khi xem xong rồi thì khi mà mình ưng chiếc xe này rồi thì mình qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử lái thử xong thì mình đánh xe vào hãng hoặc một bên thứ ba anh chị và các bạn tin tưởng để mình kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái xe bị tai nạn hay ngập nước giúp anh chị và các bạn thể yên tâm sử dụng và ngoài đó ra đó thì anh chị bạn có thể biết được là đến thời kỳ xe chuẩn bị thay thế những gì để các bác có thể nắm bắt được uh, rõ tình hình của chiếc xe Đấy, những cái uh, kinh nghiệm chia sẻ thì em cũng đều chia sẻ hết cho anh chị và các bạn để làm sao đảm bảo anh chị và các bạn dù không mua của em cũng có thể mua của người khác được cái chiếc xe nó chất lượng tốt nhất Đấy, có duyên thì anh chị và các bạn hãy uh, ủng hộ em vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có trang bị cho anh chị và các bạn lễ chuyển số thể thao cần số sau vô lăng màn hình giải trí rồi là những cái chi tiết phí bấm chức năng của chiếc xe chế độ lâng hạ gầm bóng hơi lâng hạ gầm đấy, cục điện rồi đầy đủ những tiện ích ở trên mẫu xe hạng sang của thương hiệu Mạc với an toàn thì của chiếc xe này thì khỏi phải bàn rồi nó đã được kiểm chứng rất nhiều nơi khung gầm máy móc của chiếc xe thì rất là chắc chắn những chi tiết kính gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ với khối động cơ của chiếc xe đây anh chị có thể tham quan với dẫn động formatic mang lại cho anh chị và các bạn nhiều trải nghiệm và với chiếc Mercedes-Benz GLC 300 Formatic sản xuất 2018. Đăng ký tên tư nhân, chủ mua từ mới hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn. Với mức giá là 1 tỷ 250 triệu, giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng. khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn quan tâm thì, thì có thể là liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn một lần nữa em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ